Trọng Quang mến chào cả nhà, mến chào cô chú anh chị nha. Hôm nay ngày 15 tháng 2, tức là ngày mùng 6 Tết, thì đại lý Sugar Bay Hoàng khai trương buôn bán trở lại bình thường nha cô chú anh chị. Thì nhân dịp đầu năm mới, từ ngày 15 tháng 2 cho đến ngày 18 tháng 2 thì bên em Hoàng có chương trình cực kỳ đặc biệt là tặng lộc đầu xuân cho cô chú anh chị mình khi mà mua xe, đặt xe trong cái thời gian từ 15 đến 18 nha. Đó là tặng cho cô chú anh chị mình một chỉ vàng lấy lộc đầu năm, và ngoài ra còn hỗ trợ cho cô chú anh chị mình chương trình hỗ trợ giá tốt nhất, tặng phụ kiện full phụ kiện tốt nhất luôn nha. Thì cô chú anh chị mình quan tâm về xe, về chương trình khuyến mãi và muốn nhận được một tí lộc đầu xuân đầu năm mới thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hoàng nha, để em Hoàng được hỗ trợ cho cô chú anh chị một cách tốt nhất có thể. Rồi, nhân dịp đầu năm mới thì riêng em Hoàng mến chúc cô chú anh chị, mến chúc cả nhà cùng với gia đình mình một năm mới, một sức khỏe tràn đầy, năm mới vạn sự như ý, năm mới phát tài nha cô chú anh chị.